Chặng 6 cúp truyền hình 2019, Võ Thành An về nhất. Chặng đua thứ 6 của giải đua xe đạp cúp truyền hình 2019 chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của tay đua trẻ Võ Thành An. Quarter sinh năm 2000, tự tin bứt lên ngay từ sprint 2 với vận tốc thường xuyên ở mức trên 40 km/h để cán đích đầu tiên ở chặng này. Trong khi đó, Huỳnh Thanh Tùng vẫn về đích ở nhóm an toàn để tiếp tục giữ áo vàng đến trước chặng 7 diễn ra vào ngày hôm nay.